Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất, thực hiện đồng bộ linh hoạt các chính sách giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Để phục hồi và phát triển ngành du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa thể thao và du lịch Thực hiện các giải pháp đảm bảo thu hút khách du lịch đến địa bàn tỉnh đạt trên 4 triệu lượt, tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến tại thị trường ngoài nước, trong đó ưu tiên xúc tiến tại thị trường Trung Quốc sau khi công bố hết dịch. Toàn ngành cần thúc đẩy thị trường du lịch nội địa, có giải pháp đồng bộ từ việc tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch nội địa, tổ chức liên kết các nhà cung cấp dịch vụ để hình thành các chương trình du lịch trọn gói với giá ưu đãi cho khách du lịch, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch Thực hiện các chiến dịch quảng bá trên các nền tảng truyền hình, mạng xã hội với nội dung thông điệp khẳng định Lào Cai là điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tái phát, đảm bảo môi trường du lịch thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các khu vực kinh doanh, có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên tại các cơ sở kinh doanh. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp hỗ trợ tài chính đối với du lịch cộng đồng và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch ứng dụng công nghệ thông tin, liên kết phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh. Bộ Y tế vừa công bố danh sách 22 phòng xét nghiệm được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Theo đó, ngoài các phòng xét nghiệm tuyến trung ương như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, các trung tâm kiểm soát bệnh tật của Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh cũng sẽ được khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19. Quyết định của Bộ Y tế cho biết các kỹ thuật xét nghiệm mà 22 phòng xét nghiệm này có thể thực hiện, gồm xét nghiệm sinh học phân tử để phát hiện ARN của virus corona trong bệnh phẩm đường hô hấp, xét nghiệm nhanh đối với bệnh phẩm đường hô hấp máu, xét nghiệm miễn dịch học đối với bệnh nhân đường hô hấp máu. Đối với phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã có cơ sở vật chất trang thiết bị, phương tiện phù hợp để thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử. Cán bộ thực hiện được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học cấp 2 và được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá xác nhận đủ năng lực xét nghiệm. Thời gian vừa qua, khi chưa đủ điều kiện triển khai xét nghiệm COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã gửi hơn 200 mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm COVID-19 về Viện Dịch tễ Trung ương. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là một trong 22 đơn vị trên cả nước được Bộ Y tế cho phép được xét nghiệm COVID-19. Qua đó giúp sớm có kết quả xét nghiệm, giúp tỉnh chủ động trong công tác phòng chống dịch giảm tải cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đặt ra chỉ tiêu, phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2019 về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tại Nghị quyết 17 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2020 cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hiện nay mới có 5 bộ, 5 tỉnh đã đạt chỉ tiêu này. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp tại các bộ ngành địa phương nói chung còn rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt 11,13%, trong đó có 5 bộ 14 tỉnh đạt tỷ lệ dưới 5%. Nếu các cơ quan đơn vị không có các biện pháp quyết liệt kịp thời thì sẽ không thể đạt được chỉ tiêu đặt ra. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để cung cấp dịch vụ công trực tuyến với 5 định hướng chính, trong đó việc phải tận dụng ngay các hệ thống thông tin sẵn có, chủ động bố trí huy động nguồn lực tại chỗ để đảm bảo khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, từng bước có lộ trình nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, tránh hình thức. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019. Nhiệm kỳ qua, nhờ không ngừng đổi mới nâng cao vai trò lãnh đạo của hệ thống chính trị, quán triệt thực hiện tốt các giải pháp đề ra, Đảng bộ xã Công San thành phố Lào Cai đã lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đặc biệt tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trong năm 2019 đã vượt lên 56%, tỷ trọng nông nghiệp chỉ 40%. Việc vượt xa mục tiêu đại hội khi kết thúc năm 2019 cho thấy bước chuyển đáng kể trong việc hoạch định hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương vùng ven thành phố. Thôn Ún Tả xã Cốc San trước thềm diễn ra đại hội đảng bộ xã. Những ngôi nhà mới xây kiên cố khang trang, giá trị lên tới cả tỷ đồng chủ nhân của nó là những người từng một nắng hai xương. Thu nhập của họ không còn bấp bênh nhờ vào việc làm ổn định từ những ngành nghề phi nông nghiệp. Hộ gia đình chị Hù Thị Hiên có 6 lao động thì có hai người làm dịch vụ bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, 4 lao động tham gia làm bánh trưng đen, sôi lam cung cấp cho thị trường du lịch Sapa. Trước đây thì cũng nhà mình thì cũng trồng lúa với lại chăn nuôi nhưng mà nó thu nhập nó thấp hơn. Thì bắt đầu mình, bắt đầu là bà con thấy có nhu cầu đi ra ngoài mua hàng hóa nó xa xôi thì không tiện. Thế là về nhà bố mẹ mới bàn tính bảo là mở cái hàng tạp hóa để cho mình cải thiện đời sống, để, để cải thiện đời sống của mình. Thứ nhất là thế, thứ hai là nó có thêm thu nhập hơn. Gần 5 năm trở lại đây, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, các gia đình đã chủ động đầu tư học nghề, tìm những việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập hàng tuần rồi thì cũng đi được 3 buổi 4 buổi cả bánh trưng cơm lao ngày ít ngày nhiều ngày 500 thôn Ún Tà hiện có 118 hộ gia đình 492 nhân khẩu thời điểm này bình quân mỗi hộ có ít nhất từ một người có hộ từ 3 đến 4 người tham gia làm các công việc phi nông nghiệp ngoài nghề truyền thống là bánh trưng đen cơm lam thì nhiều lao động còn tham gia làm xây dựng gò hàn dịch vụ bán buôn bán lẻ mang lại nguồn thu nhập ổn định bền vững từ các ngành nghề phi nông nghiệp. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và chi bộ dân thôn Nú Tà là bà con nhân dân trong thôn là cũng biết là chuyển đổi cơ cấu là từ lúc đầu là có 5 6 hộ là làm dịch vụ là bán cơm lam trên thị trường du lịch Sapa thì đã đạt kết quả thu nhập cao cho bà con nhân dân. Trong từ đó mà phát triển lên đến hiện tại đến tháng 12 năm 2019 thì trên thôn trong thôn có 39 hộ gia đình là cũng làm cái ngành là dịch vụ cơm lam bán ra thị trường du lịch Sa có hơn 3 36 đến 38 là thanh niên với người trung tuổi là đang đi làm ngành nghề là xây dựng trong thôn và các địa phương ở lân cận thì cũng nâng cao cái thu nhập cho các hộ gia đình. Không chỉ riêng thôn Ún Tả Thời gian qua, phong trào học nghề tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp đã được người dân trên địa bàn xã Cốc San tích cực hưởng ứng. Qua đó góp phần tích cực giúp Cốc San thực hiện vượt mức các chỉ tiêu về tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân. Cái mục tiêu của đại hội thì chúng tôi đang phấn đấu là tỷ lệ sản xuất nông nghiệp, tức là cơ cấu về thành phần nông nghiệp thì phấn đấu từ 80% mà xuống 60%. Nhưng mà kết quả trong 5 năm qua thì, thì cái tỷ lệ lao động nông nghiệp chỉ còn cơ cấu nông nghiệp thì còn có 40%. trăm Và kinh doanh dịch vụ cũng đã tăng lên đến 60%. Đấy đấy là vấn đề cái, cái cái cơ cấu về nền kinh tế của của xã cũng đưa thu nhập đưa dự kiến ở trong nghị quyết của năm 2015 đến năm 2020 chúng tôi đang phấn đấu là 28 triệu người trên năm. Nhưng mà đến đến hết năm 2019 qua đánh giá cơ bản cụ thể là đã đạt được 33 triệu trên 33 triệu trên người trên năm. Để có được kết quả như vậy, bên cạnh sự quan tâm của nhà nước, Đảng Bộ Xã đã đề ra số giải pháp phù hợp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, lựa chọn tư vấn, đào tạo nghề phù hợp với trình độ và nhu cầu thị trường. Từ đó, thay bằng tự phát, người dân đã tự giác chủ động tạo công an việc làm, mang lại kết quả bền vững. Các dự án khai thác và chế biến khoáng sản của doanh nghiệp trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn huyện Ba Sát tiếp tục được đầu tư mở rộng quy mô sản xuất khai thác. Trong đó đáng chú ý là một số dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, như dự án mở rộng từ 200 ha lên hơn 500 ha và nâng công suất mỏ đồng xin quyền Lào Cai từ 100.000 tấn tinh quạng trên năm lên 200.000 tấn tinh quạng trên năm. Dự án nhà máy luyện đồng bản qua được đầu tư xây dựng quy mô 46 hectare, tổng mức đầu tư là trên 4.000 tỷ đồng, dự kiến giữa năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất. Cũng tại huyện Ba Sát, những năm qua đã có thêm 4 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động và chính thức phát điện. 4 dự án thủy điện đang được đầu tư xây dựng, nâng tổng số nhà máy thủy điện tính đến nay là 19 nhà máy, tổng công suất lắp máy là 270,6 MW, tăng 91 MW so với năm 2015. Các dự án công nghiệp thủy điện trên địa bàn đóng góp cho ngân sách nhà nước bình quân trên 800 tỷ đồng mỗi năm đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 2.000 lao động là người địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lào Cai đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu trên 98% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 50% hộ dân sử dụng nước đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh đã đưa ra một số định hướng phát triển. Cụ thể, giai đoạn tới sẽ tập trung vào công tác nâng cấp. Sửa chữa và quản lý vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn để duy trì ổn định công trình hiện có, tăng và ổn định bền vững tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Chỉ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình khi có ít nhất 75% người dân cam kết trả tiền sử dụng nước. Khi đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa hoặc làm mới công trình phải quan tâm xử lý đảm bảo chất lượng nước cấp cho sinh hoạt theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chất lượng nước nông thôn của các công trình kịp thời phát hiện công trình có nguồn nước bị ô nhiễm để có giải pháp xử lý cho phù hợp, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt. Kiên quyết loại bỏ công trình có nguồn nước bị ô nhiễm nặng để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho các cán bộ cấp xã, cấp thôn bản, đảm bảo mỗi xã có ít nhất một công nhân kỹ thuật. Đưa công nghệ mới vào công tác cấp nước nông thôn như chạm lọc tinh, khử khuẩn có lo để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nông dân xã Thanh Bình huyện Mường Khương đang bắt tay thu hoạch lứa trẻ xuân. Đây là lứa trẻ đầu tiên trong năm, vì vậy địa phương đang tập trung vận động nhân dân thu hái đồng loạt để gia tăng năng suất khi trẻ vào chính vụ. Hơn 10 năm trước, những nương trẻ này là đất trồng ngô và sắn hiệu quả kinh tế rất thấp thực hiện mục tiêu nghị quyết của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về xây dựng vùng chè hàng hóa, huyện Mường Khương tập trung cho việc thâm canh và trồng mới chè ở khu vực các xã hạ huyện. Và thành quả sau 10 năm là những đồi chè xanh mướt như thế này. Khi chè xuân đến kỳ thu hoạch, cả gia đình ông Tần Khái Cường ở thôn Xín Bao Trải, xã Thanh Bình cùng nhau thu hái. Ông Cường không lo đầu ra bởi được công ty cổ phần chè Thanh Bình bao tiêu toàn bộ theo hợp đồng. Chè này nó được cái nhận có là viên nó được về tận nơi nó thu mua thì không phải vất vả là nó tiện là tiện về cái phần bán tươi về cái phần lao động ấy thì chè nó sẽ nhiều hơn nhưng mà nó nhẹ chè thì trồng một năm thôi nhưng mà nó sẽ được thời gian nó sẽ 45 đến 50 năm thôi. để mình việc chăm sóc cốc thôi khi ký hợp đồng thu mua chè búp cho nông dân, công ty cổ phần chè Thanh Bình cũng đồng thời cam kết cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chuyên dụng cho cây chè để bà con thực hiện sản xuất an toàn. Vào cuối mỗi năm, hợp đồng sẽ được ký lại và cam kết giá thu mua. Cách làm này đã tạo ràng buộc trách nhiệm giữa người sản xuất và đơn vị bao tiêu sản phẩm. Người trồng chè ở Thanh Bình đã trở lại trồng chè theo phương pháp cũ, tức là hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng và chăm sóc để đảm bảo chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Trồng cây chè này thì bà con cũng khá là yên tâm cho đến thời điểm bây giờ là vẫn còn nhiều hộ bà con đang đầu tư để, để, để trồng mới thêm cây chè này. Mấy năm trở lại đây là không có năm nào là không không ký hợp đồng với lại công ty cả bởi vì là khi mà mình ký hợp đồng với công ty thì tất cả những cái sản phẩm mình làm ra thì công ty đều đều coi như vậy là bao tiêu hết từ công ty lo từ phân bón là đầu tư cho mình để mà đến khi mình làm ra sản phẩm rồi thì bắt đầu mới lại trả cho công ty về những cái công ty đầu tư cho Xã Thành Bình hiện có hơn 600 hecta chè trong đó có hơn 400 hecta chè đang trong giai đoạn kinh doanh Hiệu quả kinh tế từ cây chè mang lại đang giúp nông dân Thanh Bình tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè trên những diện tích nương đồi kém hiệu quả. Dự kiến năm nay, địa phương này sẽ trồng mới thêm 40 hecta và trồng dặm ở những diện tích mất khoảng để đảm bảo năng suất cây chè. Tiếp tục tuyên truyền và đưa vào cái kế hoạch nghị quyết để tiếp tục duy trì cái việc nâng cao cái sản lượng của chè và trồng bổ sung thêm một số cái diện tích đất mà kém hiệu quả nâng cao thu nhập cho bà con. Việc tổ chức ký cam kết giữa tiêu thụ sản phẩm với công ty chè Thanh Bình với lại các hộ gia đình trên địa bàn xã thì đây là một cái căn cứ để duy trì và phát triển cái vùng chè và đảm bảo cho bà con cái thu nhập ổn định. Tại thời điểm này, giá thu mua chè cam kết là 6.500 đồng mỗi kg liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã giúp vùng chè Mường Khương tăng năng suất từ 10 đến 15%. Đầu tư chăm sóc để có nhiều lần thu hái, ổn định giá thu mua chè búp, tăng cường quản lý sâu bệnh hại nhằm giảm số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho mỗi vụ là những điều kiện để giúp người dân Mường Khương nâng cao thu nhập từ việc trồng chè. như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.